sĩ Nguyễn Hải để tìm vợ. Bà con quá rồi chia sẻ giùm ha, chia sẻ mạnh tay lên. Anh này ở Châu Thành An Giang để nhờ sĩ Nguyễn Hải tìm vợ. Ở đây là điện thoại sĩ Nguyễn Hải là giúp miễn phí, giúp bà con gì tình nghĩa ha. Giúp gì tình nghĩa, bà con có gì điện thoại giúp sĩ Nguyễn Hải 0913785658. Hiện nay họ lấy hình, họ là cửa Hải, họ để Facebook rồi họ nhắn tin xin tiền tình bạn rất là lừa đảo. Bà con có gì điện thoại trực tiếp thì sĩ Nguyễn Hải 0913785858. Ở đây là làm miễn phí, không có tiền bạc hết ha. Nói với bà con của bác vậy, bà con nên chia sẻ giùm tôi ha. Nên bây giờ nhiều người còn đang đợi ở đây là phải vô Facebook số để bà con bác đợi chia sẻ giùm tôi ha. Chia sẻ mọi lúc mọi nơi, ở đây là làm miễn phí nha, làm được nhiều người dân ha. Người dân đến đây là anh em lúc nào cũng chơi hết. Bà con nên chia sẻ giùm tôi, chia sẻ giùm ha, chia sẻ mọi lúc mọi nơi. Ở đây được sĩ Hải là giúp đời vui ha. Bà con bận chia sẻ giùm, bà con cô bác đội chia sẻ giùm tôi ha, chia sẻ giùm. Gặp chị này đâu điện thoại cho hiệp sĩ Hải 0913785858. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, hãy chia sẻ giùm tôi ha, chia sẻ giùm mạnh lên đó, bà con chia sẻ giùm. Anh bây giờ anh họ tên gì? Em tên Hồng Văn Tham. Sinh năm mấy? 1978. Quê ở đâu? Châu Thành An Giang. Rồi bây giờ lý do sao biết hiệp sĩ Hải mà anh đến nhờ? Coi trong YouTube thấy nhờ anh Hải giúp đỡ giùm. Nhờ giúp đỡ dỡ giùm phải không? Dạ. Rồi anh lý do sao mà giờ anh bỏ nhà đi? Tại vì đi chợ về hơi trễ rồi, la chữ mấy câu rồi bỏ đi. Thôi chửi vợ làm gì, nói chung là đừng chửi vợ. Mình chửi vợ thì mình còn sức mẻ, mít lòng, sức mẻ hay tình cảm nó còn nói chung ra, xa vời. Nói giận một chút thì nó mất cái cơ hội. Vâng, mất cơ hội hả? Bây giờ vợ anh họ tên gì? Họ vợ thì tên... Vợ họ tên gì? Kim Phụng. Sinh năm mấy? 1982. Quê ở đâu? Quê vợ thì ở An Phú, An Giang. Quê vợ An Phú, Giang. Anh sống vợ mấy con rồi? Dạ, có một đứa. Đứa gái hay trai? Gái. Nay bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. 9 tuổi vâng. Rồi bây giờ con đang học hay là nghỉ học rồi? Đang học. Đang học mà. Mà con nhớ mẹ khóc hoài. Vâng. Con nhớ mẹ khóc hoài phải không? Bây giờ anh tự nhiên chạy lên đấy hả? Dạ. Nói chung ra là bây giờ bà con bác rồi anh chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người nên chia sẻ giùm con những hoàn cảnh này để cho vợ anh về sum họp. Còn mấy bữa là Noel rồi, gần Tết rồi. Nên bà con bác rồi anh chia sẻ cho gia đình được sum họp im ấm. Bà con gặp chị này ở đâu thì điện thoại cho hiệp sĩ Nguyễn Hải 0913785858. Chị ơi, nếu mà chị thấy chị ở trên mạng xã hội thì chị cứ liên hệ về gia đình để chồng bỏ công việc làm mà đi tìm khắp nơi. Hôm nay đến từ An Giang đến Bình Dương gặp hiệp sĩ Nguyễn Hải. Nên bà con có lợi chia sẻ giùm ha. Ở đây là miễn phí, giúp dân, giúp đời, giúp người. Bà con cứ chia sẻ giùm tôi, chia sẻ mạnh lên ha. Bà con chia sẻ mạnh lên giùm cho chỉ về với sinh hoạt gia đình. Đó, bây giờ bà. Dạ, anh có thể anh giới thiệu cái câu chuyện mà vợ của anh bỏ đi đến giờ phút này là bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày rồi anh? Dạ, mới có mười mấy ngày nay à. Mười mấy ngày nay. Mới 11, ngày 11 tháng 11 âm lịch mình. Dạ, anh bỏ vợ bỏ đi là lúc bây giờ là buổi đêm mấy ngày anh? Dạ, ban ngày luôn. Ban ngày luôn? Dạ. Là khoảng bao nhiêu giờ anh? 9 giờ, cỡ khoảng 9 giờ rưỡi. Dạ. Giữa cái cuộc sống hôn nhân mà anh với vợ anh là trước đây có thường xuyên xảy ra những câu chuyện không, xích mích gì không? Ít lắm. Vợ chồng anh sống nhau sống là 21 năm mấy rồi, không quýnh được một bạn trai nào luôn. Còn mà có chữ đủ má đủ mẹ có chữ. Chửi thề là có, con nói chung là có chửi nha. Chứ không quýnh là không quýnh. Nhưng mà trước luôn. Đây là vợ anh đã bỏ nhà đi như thế này bao giờ chưa anh? Không luôn. Chưa bao giờ bỏ nhà đi? Chưa. Alo. Dạ. Chưa bỏ đi là... Thì không có bao nhiêu. Dạ. Không có... Chúng ta cho tay cho mình. Đừng sao anh? Đeo miếng nữ trang cho mình. Đeo trang sức. Vàng vòng đúng không? Là khoảng bao nhiêu tiền? Chị giá khoảng bao nhiêu tiền anh? Đó thì không biết đón được đâu. Tại mấy cây anh? Mấy cây? Nói chung ra thì mình không muốn nói rồi tại đây. Không, mình nếu mà anh không nói chuyện. Tại vì cái số đó thì mình bằng nhiêu thì đưa cho vợ. Là bao nhiêu anh? Cụ thể. Mình không có gom được để được đó. Ước chừng là được một lạng, một chỉ không? Ở trên. Hay là một cây? Cái đó. Đến 5 cây không? Không đâu. 3 cây không? Không luôn.
Thế một cây rưỡi không? Cái đó à, trở lại thôi chứ không có nhiều. Cây rưỡi là chốt hạ đúng không? Bởi vì anh em đây muốn xác minh, muốn tìm hiểu cái câu chuyện này, hy vọng là anh chia sẻ cho thật lòng. Thì anh em đây có phương hướng mới giúp anh được. Xin phép anh, vợ anh họ tên này đúng là gì? Lê Thị Kim Phụng. Năm nay vợ anh nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi. Trước cái thời điểm vợ anh bỏ đi nhà đi như thế này ấy, là vợ anh có thường xuyên lên mạng, lên internet quen làm quen người khác không? Có coi điện thoại thường xuyên. Có nghiện không? Thủ nhận phải có phải là nghiện thường xuyên không? Thì cũng thời gian mới đây thôi chứ không có lâu. Trước đây là vợ anh có lên mạng bao giờ hay là mới xong điện thoại đây cũng mới lên luôn nữa. Rồi mới chơi đây thôi. Đây. Nói chung là lên thời gian là bắt đầu là cả bỏ nhà đi luôn đúng không? Này thôi. Lên thời gian là bỏ nhà đi. Thì cái đó thì không gặp tại vì thấy lên cái lúc mà bỏ nhà đi là anh có thấy vợ anh là ai chở đi không, là đi chung với ai không? Dạ không, tại đi đồng tối ngày không có biết, rồi đi chung ra thấy vợ mình cũng hiền hậu này kia, rồi sống 21 năm mấy rồi mà không quýnh bật tay nào luôn, chỉ có giận chữ thề đủ má đủ mẹ mày mà cũng giận còn bỏ qua chứ không bao giờ nhắc đi nhắc lại luôn. Dạ, bất cứ chuyện gì lần này cũng tha thứ, không có nói tới lui hết trơn. Anh có thể chia sẻ cái câu chuyện là cuộc sống của anh ấy, là hiện nay anh làm công việc gì? Chạy máy cài. Công việc cũng rất tốt nhưng mà có thể là cũng rất vất vả ha. Dạ cực lắm. Mà thu nhập tốt không? Em không ở nhà không biết rồi nghĩ này kia em giấu nút tiền không có. Vợ anh nhà làm công việc gì ạ? Ở nhà nội trợ với chăn nuôi mấy con heo. Vậy là cũng sướng chứ, thoải mái cuộc sống thoải mái đâu gò bó gì đâu. Nhưng mà có lẽ là vợ anh từ khi mà mới xuất hiện, mới mua điện thoại, mới đây smartphone đúng không? Vì vậy cho nên là vợ anh có thể là lên mạng, lên internet nhiều. Chính vì lý do như vậy mà quen biết có thể là người khác. Đặt mấy cái tin phụ trong này này, điện thoại vợ còn cầm đây nữa. Tin nhắn làm sao anh cụ thể có thể anh chia sẻ tin nhắn ra? Không có nhắn gì hết trơn, kiểu mà nói những chia sẻ những câu mà buồn trong lòng đó mà không nói ra đó. Làm câu... sao cụ thể làm sao? Anh có thể anh đọc sơ để anh nghĩ anh đọc sơ thế nào? Kiểu mà những câu mà buồn tức trong mình vợ mà không dám chia sẻ với chồng. Điện thoại anh ơi. Điện thoại. Và có cái loại chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giúp tôi. Vừa nói vừa rồi vừa bất nhạc luôn hả? 0937 8585. Bất nhạc mà những câu chuyện. Không. Bực tức trong mình. Biết đó. Biết sao không? Anh em đăng trên mạng xã hội này là không có mở nhạc được. Mở nhạc là chết tất cả các kênh. Nha, dính bản quyền. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn chắc ai cũng hiểu rồi, nhưng mà có thể anh mãi đi làm máy cày nên anh cũng hiểu được cái câu chuyện đó. Đăng trên mạng xã hội mà anh mở những nhạc bản nhạc có bản quyền này là tất cả các kênh ra đi hết. Nói chung là theo anh nói là vợ anh đang chia sẻ mấy nhạc buồn đó, là đi bắt nhạc buồn cho nghe đúng không? Nói những câu mà mình coi gà lại là xúc động đó, buồn khóc luôn đó. Anh có tin tưởng vợ anh không? Dạ lúc đó trước tin tưởng lắm, không có bao giờ nghi ngờ chuyện gì hết trơn. Chuyện gì cũng bỏ qua, không có mình ghét gối với vợ con gì hết trơn. Thế còn bây giờ là anh có tin đâu? Mình tin vợ mình mới đi tìm. Tin tìm thì đồng ý là tìm nhưng mà vẫn tin, vẫn tin. Dạ vẫn tìm. Nhưng nếu như bây giờ anh em đội hiệp sĩ công an thành Bình Dương mà tìm được vợ của anh đang sống trong nhà nghỉ, trong khách sạn, trong nhà trọ với một người đàn ông khác, đến lúc bây giờ anh sẽ nghĩ sao về câu chuyện này? Vẫn tin. Mình kêu về nhà mà sợ sau này vợ mình nó không thương tôi thì thương em á, thôi em làm như vậy thôi, sống người khác, sợ cái câu đó thôi chứ không. Nhưng bây giờ em đang giải thích cho anh nghe cái câu chuyện, cái gì nó cũng có hai hướng. Bởi vì các anh em này luôn luôn đưa cho anh hai hướng, một hướng xấu nhất và một hướng tốt nhất. Tốt nhất là vô tình bây giờ vợ anh đi buồn gia đình một cái lý do nào đó, có thể là bể lọ ví dụ như vậy, đó là nhẹ nhàng nhất. Mà đi làm cái khác để kiếm tiền để bù đắp cho gia đình. Còn không phải là đi ngoại tình hay đi quen người đàn ông khác thì nó chuyện ok. Nhưng nếu như chẳng may mà bây giờ một câu chuyện nó trái ngược lại, em đang giải thích cho anh nghe, không may mà vợ anh bây giờ dính líu một cái mối tình nào đó, đang sống chung một căn nhà trọ hoặc một căn nhà riêng, một người đàn ông khác, ăn ở nhau như vợ chồng, đến lúc anh em hợp nhất Bình Dương tìm hiểu được thì anh sẽ nghĩ sao, anh sẽ sẵn sàng bỏ qua cho vợ anh hay không? Bỏ qua vẫn chấp nhận bỏ qua. Chấp nhận bỏ qua tại 20 mấy năm rồi sống thương nhớ vợ, lo mặn cho vợ con mà bỏ đi vậy buồn, không tiếng tin tức cho nhờ chị Hải giúp đỡ cộng đồng mạng. Thì đồng ý là các anh em đây luôn luôn hướng về giúp về tất cả các trường hợp, các cặp đôi, các anh các chị trở về cùng với nhau, và nhất là để sum họp để nuôi dạy các con. Nhưng mà thực sự là cái câu chuyện buồn là không ai mong muốn, nhưng nếu nó xảy ra thì mình chỉ có phương hướng. Bởi vì mới đây thì cũng đội hiệp sĩ Mỹ Thải Bình Dương đã tiếp nhận là một thông tin, một em trai ở miền Tây về để báo tin là vợ đi theo một người đàn ông khác, thì các anh em đây có hướng rồi.
nhưng mà em trai vẫn cứ tin tưởng vợ tuyệt đối, còn em xin hứa là em sẽ tin vợ em, mà vợ em không có đi ngoại tình và không có quen người đàn ông khác. Nhưng đến khi mà tìm hiểu ra thì quen một thanh niên khác sống trong một cái căn nhà gọi là gần như căn nhà hoang, sống cuộc sống gần như là như thời Trung Cổ rồi, rất khổ sở đó. Thì đến lúc em trai này mới tính tự giận, thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương đã giải thích cho em trai, và em trai đã quyết định quay về địa phương và chụp hình, quay phim lại và lấy bằng chứng và về đã quyết định là ly hôn, tránh tình trạng mà mất cả vợ mất cả chồng. Thì đây vì cũng chính vì như vậy, cái câu chuyện của anh ấy là một trong 5 đến 7 trường hợp đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương tiếp nhận mới đây nhất. Rất nhiều các thanh niên, các anh trai đã biết tin được vợ đi ngoại tình nhưng mà sẵn sàng bỏ qua, anh tiếp tục anh vẫn cũng bỏ qua cho vợ, đúng không, vẫn tin. Có là vợ, nếu như vợ xông vàng vào mà vợ ăn xài hết cái nhân tình rồi bỏ luôn, vẫn bỏ qua luôn. Dạ. Xin phép anh thu nhập một tháng có tốt không, trung bình là khoảng bao nhiêu tiền anh? Cũng nói tới mùa cũng làm mười mấy ngày, 20 ngày cũng mười mấy 20 triệu. Vậy là cũng được. Rồi tới mùa mình đi làm chỗ này chỗ kia đó. Rồi tiền bạc cho vợ con. Tiền bạc là anh có kiểm soát không hay là anh để cho vợ? Cũng có hỏi lâu lâu đưa tiền thì nói chung là đưa tiền lâu lâu vài ngày hỏi vợ em nói hết tiền thì nó sắm cổ của mình. Thì sắm vàng để đó chứ không có nghĩ là. Có anh không có điều tra, anh không có tìm hiểu là có bao nhiêu tiền trong gia đình. Còn đến giờ phút này vợ anh đi mà đem theo tất cả tổng bao nhiêu tiền? Người ngoài nói với cháu nói luôn. Chứ còn anh không biết rõ. Không biết, không cập tới luôn. Yeah. Thấy giấu trong lu gạo, rồi lấy ra nó là vàng người ta gỡ thì mình nói người ta gỡ tệ của người ta, của mình là của mình chứ không bao giờ là tìm hiểu những chuyện đó luôn. Đến giờ phút này là anh đã tìm hiểu và anh đã hỏi thăm bạn bè của vợ anh. Yeah. Anh đã biết thông tin gì về vợ anh chưa? Dạ không. Anh đã tìm vợ anh ở đâu rồi? Nói chung ra An Giang là tỉnh nhà là hết luôn đó. Tỉnh nhà mớ rồi giáp với Campuchia, Đồng Kỳ. Ồ, anh sang giáp Campuchia để tìm vợ luôn. Nói chung là anh đi tất cả mọi nơi. Nhưng mà cho hỏi lại câu chuyện là chị ở nhà, chị anh đi làm lấy mấy cày, còn chị là chỉ có mua heo là nuôi heo à, đúng không? Chăm sóc heo ở nhà. Rồi cái khi mà chăm sóc heo một thời gian rồi anh mua cho chị cái điện thoại. Chị chỉ vợ dẫn đi mua, vợ mua tự đi mua rồi xài. Mua điện thoại, điện thoại xài, sau đó là ở nhà cứ nuôi heo rồi chơi với heo rồi xong rồi coi điện thoại riết là đi coi riết là đi cái đó, đi luôn. Biết coi nhiều ít thì không biết luôn. Nói chung là kiểu TikTok đó mà em cũng có thấy lúc TikTok cũng thấy là chị cũng quay heo lên á, nuôi heo. Rồi cuối cùng không biết làm sao là không biết lấy heo ông này ông nào hay sao không biết. Vậy anh cứ tìm hiểu kỹ lại chứ anh thấy anh này cũng thiệt tình. Ở nhà chúng hương vợ đưa tiền cho vợ hết, vợ chỉ nhà nuôi heo thôi. Đa số nói thật là đa số những người đàn ông, những các anh các chú ở khu vực phía miền Tây mình phải nói đúng như vậy, là chiếm khoảng 70% đến 80% là những người mà nó là rất hiền lành, thật thà và chất phác. Chính vì lý do như vậy nhưng trong thời điểm vừa rồi là đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương lại tiếp nhận là 100 ca đến 70 ca đến 75 ca là những người vợ bỏ chồng bỏ con đi theo những lần động khác và đi theo nhân tình, đó là rất nhiều. Nói chung là cái đó em nghĩ là chỉ yêu cầu thương vợ, thương vợ về ở sống chung, sợ sao mày không nói không thương không đi vậy. Rồi cái đó em cũng cái chuyện là sau này là chuyện khác. Dạ, dạ. Sau này là không ai nói trước được. Dạ. Nhưng mà bây giờ mình đang đi sâu với cái câu chuyện mà tìm vợ, đem theo rất nhiều tài sản có giá trị từ vàng vòng, đúng không? Tất cả trên trang sức trên người mà có thể là tiền nữa. Nhưng tổng tài sản bao nhiêu thì hiện nay gia đình chưa thống kê được, phải không ạ? Dạ. Mình chưa này lắm chính xác được. Gia đình có bao nhiêu khẩu à? Hai vợ chồng với đứa con thôi chứ không có là còn ai. Cha mẹ mất hết, anh chị em có chồng thì có chồng, có vợ hết rồi. Cho riêng hết, riêng tư hết. Con anh giờ mấy tuổi rồi? Năm nay nó 8 tuổi mấy rồi, 9 tuổi, học lớp 3 rồi. Anh ấy vợ trễ vậy hả? Hay là sao? Thì nói chung ra thì nói ra cũng khó lắm. Thôi được, cuộc sống cá nhân thì thôi. Nói chung với anh chị, như cô bác thì anh này chỉ có tối ngày đi làm, lấy mấy cài quầy gò, quầy đồng. Và chị ở nhà nuôi heo thôi. Mà anh cứ tình cứ nghĩ, ít quan tâm tới vợ đúng không? Mỗi có hỏi vợ là cuốn đầu đi. Và mệt mỏi về cũng ít có hỏi thăm nôm này kia. Thì bây giờ nghe thấy trong cái mạng mà chia sẻ buồn của vợ em á, cũng đặt câu chuyện buồn. Tại vì nói đàn ông vợ bạc này kia những câu mà chia sẻ trong lên mạng có là vợ anh viết những status trên Facebook dạ, là chia sẻ với người đàn ông vợ bạc thôi, chứ em không biết chơi đó nữa.
anh có hình dung là cái hàm ý vợ anh viết như vậy là sao? Anh có hài nói ý ra buồn bực tức trong lòng mà không nói tâm sự với ai, rồi mình cũng bồi hiểu bạc. Được cái câu chuyện đó nữa. Em hỏi ngược lại, anh có bồi bạc gì với vợ không? Không, rồi. Không có gì hết. Chính vì lý do như vậy, em muốn đặt ra anh những cái câu hỏi để tự anh suy nghĩ. Yeah. Nha. Những người đàn ông bồi bạc, anh sống qua đàn vợ, anh sống với chồng mà rất hạnh phúc, rất ok rồi. Yeah. Nhưng mà có lẽ rằng vợ anh đã quen hoặc có những mối quan hệ khác ngoài luồng. Chính vì như vậy là có thể là tiền bạc, kinh tế hoặc tình ái gì đó mà vợ anh quyết định bỏ nhà để đi. Không có một lý do nào đó một người phụ nữ đang sống ở một gia đình phải nói rất hạnh phúc, rất êm ấm, đúng không? Tiền bạc, kinh tế thì rất rủng rỉnh trong người. Không có lý do nào đó mà bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con đi. Đó là một điều rất hết sức rất vô lý. Đó chỉ là những người trầm cảm thôi. Còn những người bình thường, người ta có sự suy nghĩ chín chắn, không ai bỏ chồng, bỏ con mà bỏ một cách gọi là biệt tâm như vậy, đúng không? Đó là điều vô lý. Vì vậy cho nên chính vì như thế cho nên hôm nay anh về đây cầu cứu đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương thì các anh em nhấn mạnh và cũng đưa ra rất nhiều các ý kiến, cũng động viên và cũng tư vấn cho anh để anh có hướng để tìm vợ một cách dễ dàng tốt hơn. Để hy vọng là nếu như vợ anh quay trở về thì sau này anh sẽ có hướng để anh chú tâm vào đến vợ anh nhiều hơn, đúng không ạ? Dạ, cũng bây giờ thì video này cũng trên dưới 10 phút rồi. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này để hy vọng là vợ của anh xem được, vợ anh suy nghĩ, cố gắng quay trở về. Nói chung ra thì thương vợ thì mới đi tìm vợ đó. Những cái gì có lỗi thì em tha thứ, và những gì em có lỗi thì anh cũng tha thứ cho em. Dạ. Rồi anh có điều gì anh muốn nói chuyện mong đi. Mong cộng đồng mạng chia sẻ tìm kiếm giúp em vợ em về với em giùm. Và chân thành cảm ơn. Thôi bây giờ tôi kết thúc cái video này. Bà con bác làm ơn chia sẻ cho anh được đoàn tụ với vợ. Thấy ở đâu giúp cho đoàn xin hãy chỉ giúp xin hãy để tìm cho đoàn xin hãy là quay lên là phải đi tìm cây cần được. Nên mọi người làm ơn chia sẻ, có gì điện thoại đoàn xin hãy 0913785858. Ở đây đoàn xin hãy là giúp miễn phí, không có tiền bạc cho bà con. Đó, bà con cứ điện thoại cho đoàn xin hãy ha. Bà con làm ơn chia sẻ giùm, tại vì anh này từ ở An Giang đi mấy giờ đi từ qua này mới đến gặp đoàn xin hãy. Nên bây giờ bà con bắt đầu chia sẻ mạnh lên cộng đồng mạng, chia sẻ mạnh lên cho ảnh tìm được vợ. Cảm ơn bà con hãy chia sẻ giùm, cảm ơn bà con chia sẻ mạnh lên. Còn lấy alo alo nghe.